Ok, làm cái này cho anh em xem. Hãy đến với nhau đêm này. Rồi, 1, 2, 3, 4 ha. Rồi, đốt. Nè. Rồi, xong. Tiếp theo là hít hết. Hãy đến với nhau bên này. Rồi, tiếp theo là bass. Dễ ăn cơm anh em, ăn cơm nó lâu, ăn cơm mà kêu mình ăn trong vòng 50 phút ăn nổi, con máy này nó lẹ dễ. Anh em cứ làm theo clip đó, anh em cứ làm theo clip là ok. Rồi gõ mỏ vô, gõ vô ha. Rồi nâng bên lên nó sáng lên. Đâu vậy thôi, dứt đánh theo độ intro nè, tại mình coi cái tiếng nó nằm lòng. Ok, đó rồi. Ok, mình đánh chậm lên xíu nha, nhanh quá nhức chân chỉ mỏi tay lắm. Ok, giờ mình ra coi thành phẩm nó như thế nào. Okay.